Chào mừng quý vị và các bạn đến với bài tỉnh nguyện phiên bản ghi âm được thực hiện bởi một vụ lời sống hàng ngày. Bài suy gẫm hôm nay của chúng ta có tựa đề Hãy nhìn lên, dựa trên phân đoạn Kinh Thánh nền tảng được chép trong Thi Thiên chương 8 từ câu 3 đến câu 4, Khải Huyền chương 21 từ câu 22 đến câu 25. Khi con nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã tạo dựng, loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó. Tôi không thấy đền thờ nào trong thành, vì Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng và chiên con là đền thờ của thành. Thành không cần mặt trời hay mặt trăng chiếu sáng, vì vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng thành và chiên con là đèn của thành. Các dân sẽ bước đi nhờ ánh sáng của thành, các vua trên đất sẽ đem vinh quang mình vào đó. Những cửa thành suốt ngày không đóng, vì tại đó không có ban đêm. Và câu Kinh Thánh hôm nay chúng ta cần ghi nhớ được chép trong Khải Huyền chương 21 câu 25. Tại đó không có ban đêm. Khi nhà làm phim Wally Overstreet cho khán giả xem bức ảnh trực tiếp về mặt trăng nhìn qua kính viễn vọng của ông, họ sững sờ khi nhìn cận cảnh, phản ứng với những tiếng thì thầm và thán phục khi thấy cảnh tượng tuyệt vời như vậy. Overstreet giải thích: chúng tôi vô cùng kinh ngạc rằng có điều gì đó vĩ đại hơn chúng tôi. David, tác giả Thi Thiên, cũng kinh ngạc trước ánh sáng thiên thượng của Chúa. Khi con nhìn xem các tầng trời là công việc của ngón tay Chúa, mặt trăng và các ngôi sao mà Chúa đã tạo dựng, loài người là gì mà Chúa nhớ đến, con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó. Câu hỏi khiêm tốn của David khiến chúng ta hiểu sự thán phục của mình, vì biết rằng sau khi Chúa tạo dựng trời mới và đất mới, chúng ta sẽ không còn cần đến mặt trăng hay mặt trời nữa. Thay vào đó, sứ đồ Giăng nói, vinh quang chói lòa của Chúa sẽ cung cấp tất cả ánh sáng cần thiết. Thành không cần mặt trời hay mặt trăng chiếu sáng, vì vinh quang của Đức Chúa Trời chiếu sáng thành và chiên con là đèn của thành. Tại đó không có ban đêm. Thật là điều tuyệt vời để nghĩ đến. Nhưng chúng ta có thể kinh nghiệm ánh sáng thiên thượng của Ngài ngay trong hiện tại, chỉ đơn giản bằng cách tìm kiếm Đấng Christ là ánh sáng của thế giới. Theo quan điểm của Overstreet, chúng ta nên nhìn lên thường xuyên hơn. Khi làm điều đó, ước mong chúng ta sẽ thấy Chúa. Ánh sáng thiên thượng của Chúa dạy bạn điều gì về Ngài? Khi ca ngợi vinh quang của Chúa, bạn kinh nghiệm điều gì? Chúng ta cùng nhau cầu nguyện. Lạy Đấng diệu kỳ, chúng con kinh sợ bởi vinh quang thánh của Ngài, và chúng con ca ngợi Ngài vì ánh sáng kỳ diệu của Ngài. Amen. Cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe phiên bản ghi âm bài tỉnh nguyện hôm nay. Chương trình được thực hiện bởi một vụ lời sống hàng ngày.